Alo. Ủa hồi nãy đi lên đón hai đứa hả? Đón hai đứa. Vừa mày mới đến nhà. Chưa tập rồi. Dạ. Chào chú Hải chưa? Chào hai con nghe. Ui giời ơi, Thỏ hôm nay mặc đồ dễ thương quá ta. Bộ đây mới. Đưa mẹ đi học về hả? Lại thấy đóng cửa mà. Nóng trời lắm. Đúng rồi. Trời ơi. Thưa mẹ con đi học về đây. Về thắp hương cho mẹ hả? Sáng dậy sáng đi cũng thắp hương rồi. Mẹ. Hỏi mẹ đâu? Sao đi học á? Ủa bữa nay đi học rồi hả ta? Đi học rồi. Em tưởng đâu mùng 5 tháng 9 mới đi học chứ ta. Mấy bữa con về quê hả? Dạ. Con về quê với lại anh hai mới ra mấy bữa đúng không? Dạ. Về quê chơi biết trong quê chứ. Dạ. Thấy bộ đồ này mới mua đúng không? Ở nhà anh Thái anh cũng hay cập nhật hoàn cảnh của ba cha con lên kênh Vượt Lên Số Phận đó ha. Về quê giăng nắng sao mà để thấy đang thui vậy? Đang thui mà. Gỡ lắng biết. Về trong quê nóng quá. Nóng à. Anh thấy Bảo ở đây cũng đang thui nè. Bảo cũng ở quê 10 ngày đấy, một tuần. Về đâu có ngủ trưa mà chiếc đang giăng nắng mít à. Dạ. Tất cả vui. Mít à. Ở quê vậy à? Đâu. Về quê đứa nào? Quê đâu ngủ trưa. Không làm ngủ trưa hết à? Chơi cả buổi trưa, đạn nhảy. Bảo năm nay là học lớp 3 phải không con? Dạ không, năm nay con học lớp 4. À lớp 4 hả? Nhanh vậy hả? Lớp 4. Con học lớp mấy? Học lớp 2. Lớp 2 à? Năm nay con học lớp 2 chứ. Cái răng mọc lại chưa con? Cái răng gãy là chưa mọc được. Ồ, răng gãy chưa mọc lại. Được. 8 tuổi mà không mọc lại thì phải đi chụp chiếu. Vừa rồi anh đi khám chăng sao anh thấy? Khám thì bác sĩ bảo bây giờ phải muốn biết chuẩn chắc đấy. Thì phải đi xét nghiệm cái gen đấy ạ. Gen đấy. Mà anh chưa cháu đi được ạ. Chưa được. Chắc ít bữa. Cái đấy thì lấy mẫu xong rồi gửi ra bệnh viện ngoài Hà Nội. Hà Nội xong mới có kết quả. 2 tuần mới có kết quả. Biết. Chứ còn là quay lại được. Xong lại quay lại bệnh viện Nhi Đồng bệnh viện 600 giường. 600 giường. Để xem tình hình nào mới có phương pháp điều trị. Thỏ giống y với hạt nè, giống y mẹ luôn. Y đúc luôn. Mà mày cái chăn sao nó không có cái giống cũng khổ đó chứ phải. Cũng chưa thể biết được, mẹ nó hồi nhỏ y như vậy luôn. 14 tuổi mẹ nó bị đó, bị gặp gấp khúc này. Chứ bây giờ thì anh ít bữa anh cho cháu đi khám để có gì là can thiệp sớm thì càng sớm càng tốt. Đi lấy mẫu xong là quay lại bệnh viện. Bệnh viện cái này là tư làm chứ bệnh viện nhà nước không làm. Hay thì cái chị đấy có con gái là cũng con trai ấy, cũng bị như cái Thỏ thì cũng đưa từ xuống Hà Nội xin làm xét nghiệm. Bị xương bất toàn đấy, y như cái Thỏ. Xương mới Thỏ là xương bất toàn. Xương bất toàn đấy. Bất toàn là có nghĩa là không được ổn định nhé. Rồi là loạn sản sụn. Loạn sản sụn nào nó không, cái sụn này nó ngắn, nó không đẩy, ý là không có chức năng đẩy chiều cao đó. Tức là phải gửi ra đó mới biết được kết quả. Biết kết quả để chữa đúng không? Để can thiệp vậy. Tình hình như thế nào thì can thiệp chứ. Bác sĩ cái gen di truyền này khó, nhưng mà can thiệp tốt, sớm thì tốt. Vì là không can thiệp sớm là sẽ sợ sẽ đúng rồi. Như mẹ đó. Giờ giống như là khoa học nó tiến bộ rồi đó. Cái là mình kiểm tra thử có gì ăn bồi bổ hay là có chắc gì đó. Chứ còn hồi xưa bé Hạnh cực quá mà lấy gì đâu chuyện. Ngày đấy gì chữa. Bảo năm nay là lớp 4 rồi, nhanh chứ gì. Hồi đó chú Hải tới là mới chưa học lớp 1. Chưa học mẫu giáo. Chưa. Học ở lúc đấy là chưa học mẫu giáo luôn mà. Chưa học mẫu giáo luôn. 5 năm rồi. 5 năm. Mà học mẫu giáo rồi. Mới học mẫu giáo. Cao à, Bảo cao ha. Cao người gầy. Bị Abidan á. Abidan là
khổng khạch, kho khổng khạch ấy. Yeah. Vừa rồi đấy qua bác sĩ bảo cắt mà. Ừ. Thôi để qua năm là thế nào cắt sau. Giờ như Abidan đốt mà đốt bằng điện hay sao cũng không vẫn mổ. À. Về về quê cũng mười đâu về ra về ra suốt đúng không anh? Như cả tháng trời mà. Ủa, một tháng nay anh ra Bắc nhá, anh ra ra Bà Nội hết 10 ngày, 12 ngày. Yeah. Về lại về Quảng Nam 2 tuần nữa. À. 2 tuần ra lâu liên tục. Ôi thỏ bên đây nắng nồi đang thui thui ấy hỉ. À. Cố gắng con nghe, cố gắng hai đứa học nghe chưa? Dạ. À. Bảo ráng học rồi cho giỏi nghe, để cho mẹ thấy là mẹ cũng mừng nghe chưa con? Dạ. À, thỏ cũng vậy. Ừ. Mẹ bây giờ cũng đang ở nhà này với lại mấy cha con ấy. Lấy xe với lại cái lùa rồi cái nhớ lại hồi đi hát cả nhà. Ừ. Dạo sau kỷ niệm mình cứ để đó rồi, rồi. Con cái nó thấy rồi nó cố gắng nó học. Ừ. Mấy nhà bên mấy ngày đấy không lau chùi bụi rồi. Yeah. Nhà bên nhà đang làm nhà. Làm nhà bụi. Lau mít bụi. Ồ, cái bữa mà ba chị em Lợi Hiếu Hằng tới đây á, trời ơi, bụi nó xếp cả lớp như này. Chùi anh về ở ở ngoài Bắc vào là phủ hết một lớp trắng lên giường chiếu anh vào lau ngay luôn. À. Xịt nước. Ghê thiệt. Mới đi tắm luôn xong đó hả? Tắm rửa. À. Mát. Nóng kìa. Đi về nắng rồi. Nóng quá, đi học về cái đuối luôn quá hả? Nhìn chung mình năm nay nóng kinh khủng này. Khiếp thiệt cái chứ. Nóng quá. Sợ luôn. Sao rồi tắm xong rồi mát mẻ rồi giờ nó có hát tặng cho ông bà của chú bài nào không con? Phải hát giống như mẹ đấy chứ. Nó ngại à? Ngại. Ngại. À, bữa đây lâu lâu rồi đúng thật hả chứ? Lâu. À, không gặp chú Hải à? Trước ngày nào cũng gặp giờ lâu lâu không gặp. Nghĩa là ngại luôn á. Tháng là gì? Tháng là hơn á chứ. Hơn tháng gần 2 tháng. À. Không gặp chú Hải ngại. Mấy lại không quay kìa. À. Nó ngại. Này thấy cái nét đường buồn ở đây nhá, khuôn mặt ai. Ừ. Thời gian này chắc anh cũng chưa quen đâu anh này. Chắc lâu lâu chắc cũng hay nhắc mẹ chứ đúng nhớ tối đến nè. À. Nhớ mẹ. Nhất là bảo như lúc nằm đây này. Nói nữa. Nó chảy nước mắt á. Tội. Hai đứa thương mẹ ngủ rồi bỏ rồi xưa ngủ với mẹ rồi đúng không? Niết là có nghĩa là đi đâu một bước là theo một bước. À. Quấn ba mẹ con là quấn quýt là như là hình quả bóng này, hình bóng. Yeah. Chiếc xe lăn này ở chiếc xe đạp này quý vị, nhưng mà chở đến 3 người đây ha. Bé Hạnh nó chở ba mẹ con cứ đi ăn sáng rồi đi siêu thị rồi đi Đà Nẵng á, à, gặp xúc vậy đó. Yeah. Bảo thì nhớ mẹ nhiều hơn. Yeah. Cháu thì lớn rồi. Ừ. Thỏ thì nhiều lúc cũng ấy đó. Nhiều lúc làm tự dưng bảo sao con. Yeah. Nhớ mẹ. Nhớ mẹ. Ừ. Nhưng cũng ý là vì lúc ở nó ở nhà ba bố con hoặc gì đó. Ừ. Tự dưng nghĩ đấy nè. Nhớ. Còn Bảo thì hiểu chuyện đấy, nó cũng nhớ. Ừ. Nhiều. Nhớ là phải ráng học nghe bé Thỏ. Ừ. Bảo là ngày có nghĩa là gần như lấy ở Bảo ở nhà không là để hương hết. À. Nha. Cứ tắt là gần tắt là nó ra thắp. À. Từ khi đêm ngủ thôi hoặc chưa ngủ thôi chứ. Ừ. Dậy là thì Bảo là lớn rồi mới này. Bảo là mẹ anh chở đi nhiều này. Ừ. Thì ngày xưa sinh một mình trước ạ. Đúng rồi. Nên là cứ quấn quýt từ ấy. Chứ lúc có hai đứa là Hạnh ít chở đi hơn không. Ừ. Ít gần gũi kiểu chia sẻ tình cảm ấy. À. Nên là còn lúc mới sinh nó ra là cứ mít hai mẹ con ấy. Ừ. Đi suốt à. Hồi đó đi hát là cũng có chở anh theo luôn mà đúng không? Chở theo, thả Bảo mít rồi. Nên là Bảo nhớ mẹ nhiều. Cái hôm mà chuẩn bị hôm sau mà chôn mẹ ấy, à. Nằm mít ở gần quan tài ở cái hòm. Ừ. Anh vẫn còn video nằm nó khóc rồi. Anh sẽ sang thấy khóc mà không biết nữa. Bảo là giờ nó biết rồi. Biết rồi. Ừ. Cố gắng là ba cho con giờ cũng vượt qua thôi. Với lại buôn bán. Cô chú anh chị mua hàng thì lên kênh vượt lên số phận của anh Thái à, bây giờ anh đang chia sẻ các cái cuộc sống của ba cha con đó ha. Thì cuộc sống của ba cha con giờ thì cũng cố gắng vượt lên thôi, cũng giống như là bao mảnh đời khác thôi. Thì cuộc sống giờ cũng có nhiều mảnh đời, mỗi người mỗi số phận mà đúng không?
Mình thì phải cũng cố gắng rồi. Chạy vào bật quạt kìa. À, nóng quá à. Bây giờ bật máy quạt ở đây cái là nó ồn, cô chú anh chị không nghe ha. Nóng quá quá, nên ra đây đi. À, và tắt quạt phải không? À, tắt quạt à. Hồi lấy vật cho mới chắc quên. Ngoan lắm. Nói chung là biết nghe lời. Dạ. Từ bé rồi đó. Cái cực khổ lắm. Đúng rồi. Chịu khó thôi. Hát rồi bán hàng nữa, ba thấy trên ba chia sẻ đó mà. Giỏi lắm. Lâu rồi chia sẻ chút cho nào, cô chú anh chị theo dõi. Phải hát bài nhé. Là xong nghe chưa? Nhá. Hứa không? Hứa không? Lấy anh hơi ngại ngại á hỉ. Ngại. À. Cái tay xương này. Sưng sưng cục lên đây. À. Y cậu Lâm nữa. Phục quân. Ủa mấy bé giờ mình cũng đừng có cho nó ăn cái đồ ở ngoài đường anh. Giờ thấy độc hại quá. Mua ăn cái gì mình mua cái đồ cho kỹ á. Giờ mít mà bị tiểu đường anh, chút chút này. Nhiều lắm. Ờ, tiểu đường với lại bệnh không à, nên là ví dụ như mà mua kẹo bánh là em không dám mua cho mấy đứa ăn luôn. Hoặc quả trái cây. Mua của trái cây mà bây giờ ngoài đường á, mình mua chỗ nào mà chất lượng á, chứ còn vừa rồi em có đi chia sẻ hoàn cảnh mà có bé gì đâu mà chút chút anh, mà đủ thứ bệnh vậy đó. Tiểu đường đấy. Ồ dạ. Bệnh tật giờ phải nói không phải là người già, người lớn mới tiểu đường em, mà nít tiểu đường này, thẳng này, suy thẳng này. Nhiều suy thận nít. Ôi trời, giờ ăn uống giờ cố gắng là mình đi chợ mình nấu ăn á, là mình mua đồ ăn cho kỹ chút. Chứ bệnh ung thư anh thấy không? Hải là sướng nhất. Trồng rau được. Trồng rau. Tự trồng rau nhá. Chất lượng. Em đi chia sẻ gần đây anh thấy hoàn cảnh không? Vợ ung thư rồi chồng ung thư. Đại luôn á, nói chung là giờ mà sau cái bệnh ung thư này em thấy em khiếp thiệt luôn á. Không giống như hồi xưa là cái bệnh ung thư họ nghe ghê đúng không? Mà trừ ai cũng bị. Từ đó vừa rồi đó anh xem không? Có. Đó hoàn cảnh mà đứa đứa con mà bị rớt dưới sông mắt. Chồng bị ung thư vợ ung thư vú, chồng ung thư gan hay gì đó. À vòng họng. Còn ngay chỗ người ba cây cốc á là chồng ung thư gan, vợ ung thư mắt đó, nói chung là cứ cặp bây vậy. Nhiều. Đâu ăn uống ở ngõ này mấy người mất nên là ăn uống rồi mình cẩn thận chút. Cô giáo này hai cô giáo cũng mới mất ghê vậy. Ung thư khê lắm, giờ bệnh lắm, tràn lan, ăn uống không cứu được, nguy hiểm lắm. Nên là bảo cũng mình đôi lúc mình thương á, hồi xưa là mình cũng cứ thương là mình cứ hay ra đường thấy anh nó thích ăn cái gì là cho, nhưng mà giờ đừng có cho nó ăn mấy cái trước này, nếu mà còn hạnh còn sống á nó cấm tiệt luôn. Không bao giờ mà ăn mấy cái đồ mà cá viên chiên rồi đó. Ra đường là thấy họ họ đi họ bán đó thôi. Ăn mấy nó giống như ăn thuốc độc luôn đó anh. Giờ ung thư bệnh nhiều lắm, ăn gì thế hoa quá là tại không sợ. Đúng rồi, không dám ăn nữa. Thấy quay những cái chùm nho họ nhúng thuốc lên nho đó. Giờ mà đi thăm ai mà giống như mua trái cây giờ xưa mình không biết, chứ giờ tôi thấy là giống như không dám mua. Đi ấn cố gắng nha con Bảo nha. Thỏ ơi, ra đây chào ông bà của chú con. Ơi hả, nóng có bằng cái lạnh luôn á. Nóng rồi. Nóng à, quá rồi. Con chào ông bà của chú nha. Chào đi ông bà cô bác. Ông bà cô bác à? Đúng. Bà cô bác. Cho ba bố con xin chào ông bà cô bác ạ. À, thì cô chú anh chị thương yêu gia đình thì chia sẻ ha. Đây anh Thái anh có bán các cái sản phẩm này quý vị ơi. Nói chung gần đây thì cũng đi về quê cũng không có bán gì nhiều đúng không anh? Quê bán chủ yếu là sữa với mật ong. Mật ong rồi. Mấy bữa này ra thấy mật ong thì hết rồi. Thấy rồi à? Thì qua tuần mới có. Thì hãy thì lâu lâu hãy lên chia sẻ với lại cô chú anh chị quan tâm thì mua sản phẩm trên kênh Vượt Lên Số Phận ở Facebook ha. Để cho cô chú anh chị biết để mà giúp cho ba cha con. Giờ thì mua hàng giúp cho ba cha con là cũng là một cách để động viên tinh thần rồi đúng không? Dạ. Cho con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả cô chú anh chị trong và ngoài nước luôn luôn động viên an ủi và giúp đỡ gia đình con ạ. Con cũng chỉ biết chúc các cô các chú là sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi và anh Hải cũng chia sẻ chút để cô chú anh chị theo dõi kênh của Hải rồi kênh của anh Thái ha, Vượt Lên Số Phận Facebook đó ha, biết
cuộc sống của ba cha con gần đây là sao ha. Dạ rồi, xin chào tạm biệt tất cả quý vị.